Babla Kids tiếng Việt. Nào ta chơi xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta chơi xe buýt với bánh xoay tròn cả ngày luôn. Đèn pha của ô tô nhấp nháy liên hồi, nhấp liên hồi, nháy liên hồi. Đèn pha của ô tô nhấp nháy liên hồi đi về thành đô. Là cánh mây bay 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 vút lên trời, vút lên trời, vút lên trời. Là cánh mây bay 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 vút lên trời trên bầu trời cao. Còi to trên xe lửa kêu tút 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 tút. Còi to trên xe lửa kêu tút 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 trên đường ray đây. Gạt nước xe tay đây xoay vu 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 vu. Gạt nước xe tay đây xoay vu 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 đi về thành đô. Còi xe cứu thương kêu. Còi xe cứu thương kêu đi về thành đô. Là chuông xe đạp kêu trinh 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 trinh. Là chuông xe đạp kêu trinh 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 đi về thành đô. Những chiếc xe đưa ta đi khắp nơi này, đó đây và khắp nơi này. Những chiếc xe đưa ta đi khắp nơi này đi về thành đô. Chị ở đâu nhưng ngón tay.
Thật là vui vẻ cả nhà robot bằng ở đâu. Mã xác thực được chấp nhận. Màu vàng tươi, màu
vàng tươi bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Màu xanh lá bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Màu xanh tươi bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Thật là vui vẻ những quả bóng bay bạn ở đâu? Chúng tớ đây, nào bạn khỏe không? Chili đâm với chili đi, hai người có một cuộc chiến đấu. Giờ hai khi hai anh ta quên đi cuộc chiến của mình. Chili đâm với chili đi, hai người có một giao ước. Và chili đâm nói chili đi, nào đi một bữa ăn ngon. Bông ở đâu có con chim câu trắng tươi như là hoa ly. Rồi cả hai anh thấy sao ngu si khi phải cãi nhau suốt ngày. Chili đâm với chili đi sẽ không bao giờ chiến đấu. Chili đâm nói chili đi, chúng ta sẽ chẳng khác nhau. Bông ở đâu có chim sơn ca hộp vàng thật là vui tai. Và cả hai anh trao cho nhau cái ôm thật là đáng yêu. Hy vọng bạn cũng